em là người Việt Nam á. Em là người Hải Phòng ấy chị. Hôm nay tại Chongzuo, tôi phát hiện một nhà hàng Việt Nam có cửa hàng. Nghe nói ở đó có cô già của tôi. Tôi hiện tại đã hồ hởi chờ đợi rồi. Đi thôi, đi thôi. Mụ nhang chi rau phần. Wow, hổ kiện ồ. Đi hào, đi sản xuất sớm á. Thì chị em bắt phở gà chị nhá. Ôi, em là người Việt Nam á. Em là người Hải Phòng ấy chị. Ôi, chị cũng là người Bắc Cạn này. Ồ, đến với 10 ngày mà đã gặp được đồng hương rồi, vui thế. Vui ghê. Ôi, vui quá. Thôi đi vào đây chị. Chỉ cho thực đơn của nhà chị nhá. Tại sao chị lại lựa chọn đến Trung Quốc hả chị? Sùng Tả rất là gần Việt Nam này, mức lương ở đây thì tương đối cao, người dân ở đây cũng rất là thân thiện, triển vọng phát triển tốt, đó là cơ hội phát triển tốt cho tôi. Yue Mù Nhang, sao quán chị đặt tên là Yue Mù Nhang hả chị? Nó có ý nghĩa gì không? Thực ra cái tên này thì không phải là chị đặt mà là do em rể chị đặt. Bạn ấy rất là yêu quý mẹ của chị, là mẹ vợ của bạn ấy, nên là bạn ấy muốn đặt cái tên cho quán là có một cái gì đó nó liên quan đến người mẹ Việt Nam. Tên này nghe lại mà ý nghĩa phết đấy chị nhở. Đây là bức tường mà chính tay chị trang trí đấy. Bức tường này của nó có một cái ý nghĩa là one shop, là một cửa hàng ấm áp, thì mong muốn là những cái người Việt Nam xa xứ mà đến đây ăn phở á thì là sẽ cảm nhận được cái hương vị của quê hương, cái sự ấm áp của quê hương ở đây. À, còn đối với những người Trung Quốc, chị muốn quảng bá cái ẩm thực Việt Nam đến với họ thì đó, đấy là cái gì mà chị muốn, cái một chút sức lực nhỏ đấy của mình có thể được làm mang lại cho tất cả mọi người. Cửa hàng của chị biết thật đấy nhỉ, tiền là sao chúng ta cùng đi chơi chứ.